Thưa các đồng chí và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dày công chăm lo xây dựng và để lại nhiều lời huấn thị dạy bảo vô cùng quý báu, trở thành kim chỉ nam soi đường dẫn lối cho mọi hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong suốt tiến trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mệnh luôn là chuẩn mực đạo đức của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Bác, những năm qua, Công an Bạc Liêu luôn tích cực thực hiện phong trào Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, đưa việc học tập trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp hàng ngày của từng cán bộ chiến sĩ. Qua đó đã tạo nền tảng sức mạnh tinh thần vững chắc để mọi cán bộ chiến sĩ Công an Bạc Liêu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó. Trong chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ này, chúng tôi xin dành trọn thời lượng ghi nhận kết quả Công an Bạc Liêu đã đạt được trong thực hiện phong trào Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Kính mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Xác định việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy là nội dung cốt lõi, có ý nghĩa quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, phương hướng nhiệm vụ công tác công an gắn với phong trào Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, sát với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện phong trào Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy là một trong những tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Từ đó, công an các đơn vị địa phương đã xây dựng tiêu chí cụ thể, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện và tổ chức cho 100% cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên đăng ký chỉ tiêu thực hiện. Hàng năm, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động xây dựng các cái chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn đơn vị. Căn cứ vào kế hoạch chương trình của đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phần việc cụ thể để thực hiện. Quá trình thực hiện, lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng và tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ chiến sĩ. Từ đó ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên luôn được nâng lên, phát huy tốt công tác chuyên môn cũng như khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác điều tra xử lý các vụ án và các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác kiểm tra hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công an tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặt ra cho lực lượng công an tỉnh nhà nhiệm vụ hết sức nặng nề, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa tham gia phòng chống dịch. Nhưng với phương châm, mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu phòng chống dịch. Mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch. Hơn 1.700 lượt cán bộ chiến sĩ Công an Bạc Liêu đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, trực tiếp phối hợp với các lực lượng y tế, quân sự, các tổ COVID-19 cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ tại 332 chốt phòng chống dịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho 187 khu cách ly tập trung, 13 khu điều trị và trên 300 khu vực phong tỏa, dùng thiết lập cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã phát huy tích cực vai trò tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, huy động nhân lực, vật lực tham gia phòng chống dịch, kịp thời truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Cán bộ chiến sĩ Công an Bạc Liêu không quản ngại khó khăn, gian khổ, bám sát địa bàn, vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, với quyết tâm sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Từ những kết quả đạt được,
Công an Bạc Liêu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Quân chương Chiến công hạng 3. Bên cạnh vai trò lá chắn thép nơi tuyến đầu chống dịch, lực lượng Công an Bạc Liêu còn thực hiện tốt nhiệm vụ là thanh bảo kiếm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Công an tỉnh đã chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng. Trong các đợt cao điểm, lực lượng Công an Bạc Liêu đã tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo băng nhóm, trấn áp mạnh các loại tội phạm trộm cắp tài sản, kinh tế, ma túy, cờ bạc các hình thức, đối tượng có quyết định truy nã, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều chuyên án, vụ án lớn đã được đấu tranh, triệt phá, tạo niềm tin rất lớn đối với nhân dân. Qua đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đơn vị chúng tôi là tổ chức triển khai cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cái chỉ thị 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy là phải nói là hết sức là chặt chẽ và nghiêm túc. Thì việc triển khai này thì chúng tôi triển khai là từ là đảng bộ cho đến là chi bộ và triển khai cho tất cả cán bộ đảng viên của đơn vị. Qua đó chúng tôi có cái sự là kiểm tra, giám sát thường xuyên. Làm như thế nào thì để cái chỉ thị 05 và cái chỉ thị 06 đi vào cái lòng người để cho là từng cán bộ đảng viên là coi như là thực hiện một cách là nghiêm túc. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện được cái việc mà nêu gương của người là chỉ huy, rồi nêu gương của cán bộ chủ chốt và nêu gương của cán bộ chiến sĩ. Nhiều dự án, đề án mang tính đột phá chiến lược được lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, như đề án 106 của Bộ Công an về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, và đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đã tạo hiệu ứng tích cực, khuyến khích cán bộ chiến sĩ đến nhận nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã chủ động trình bày nguyện vọng đăng ký đảm nhiệm các chức danh công an xã để cống hiến và thử thách trên lĩnh vực công tác mới, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Đặc biệt, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã được lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện một cách đồng bộ, chính xác, hiệu quả, đúng tiến độ và thuận tiện cho nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, tạo được sự đồng thuận rất lớn trong nhân dân. Tôi đến đây làm cái căn cứ công dân mà khi được cái thông báo thì đến đây thì nói chung là đối với các anh em ở công an thì phải nói là tận tình hướng dẫn những cái thủ tục làm nhanh gọn rồi tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với bà con dân. Thì tôi xác định đây là cái làm căn cước công dân là cái quyền lợi của mỗi người dân trong cái việc mà thực hiện. Thì qua cái quá trình thì nói chung là nói đối với các anh công an thì coi như rất là tận tụy với cái công việc, làm đúng là làm tốt mọi cái là truyền đạt lại những cái mà hồ sơ thủ tục. Thì nhìn chung là các anh đã rất tận tụy, rất nhiệt tình trong công việc này. Bên cạnh đó, lực lượng công an các cấp trong tỉnh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội kết hợp với công tác dân vận, đem lại niềm tin yêu đối với quần chúng nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, Công an Bạc Liêu đã nhận đỡ đầu hơn 300 hộ nghèo, giúp đỡ về phương tiện, cây, con giống, vật tư, cấp vốn, xây dựng hơn 80 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa đồng đội, cầu giao thông nông thôn và trao tặng hàng ngàn phần quà với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giải quyết hiệu quả tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở, xây dựng nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Bạc Liêu trong lòng nhân dân. Cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương cũng đặc biệt quan tâm, thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ có dịp tiếp cận, tìm hiểu về những tư liệu, hiện vật
mang ý nghĩa lịch sử và học tập về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng đoàn viên, hội viên thông qua các đợt về nguồn tại các khu di tích, khu căn cứ cách mạng, tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, góp phần chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động cụ thể hóa các hoạt động bằng nhiều hình thức, bằng nhiều cuộc sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực như là thi tìm hiểu cách mạng và thực tiễn về 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, thông qua các cuộc thi viết, tổ chức báo công dân bác và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện vì chung sức vì cộng đồng. Đặc biệt là Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã triển khai cho các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên ghi sổ chương trình rèn luyện đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy, qua đó giúp cho đoàn viên thanh niên tích cực hăng hái tham gia các hoạt động phong trào cũng như là học tập và đăng ký phấn đấu rèn luyện theo tấm gương đạo đức phong cách của Bác. Bên cạnh đó thì phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đoàn viên văn hóa cũng được triển khai sâu rộng trong các cơ sở đoàn. Qua đó thì tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên có thể tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cũng như là nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt cho yêu cầu công tác. Thông qua phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác, học tập và chiến đấu. Qua đó đã có hơn 300 lượt tập thể cá nhân được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và công an tỉnh tuyên dương dưới các buổi chào cờ hàng tháng. 1.100 tập thể cá nhân được các cấp tặng bằng khen và giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là tiền đề, là động lực khích lệ cán bộ chiến sĩ phấn đấu, nỗ lực, lập thành tích xuất sắc trong công tác, thúc đẩy phong trào thi đua, học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, phát triển sâu rộng trong toàn lực lượng. Lực lượng cảnh sát giao thông thời gian qua thì luôn luôn có quan điểm tư tưởng lập trường vững vàng, năng tâm công tác thực hiện tốt với chức năng nhiệm vụ được giao. Thì hôm nay thì đến thời điểm hôm nay thì được tỉnh ủy tuyên dương, đó là cái niềm khích lệ rất là lớn đối với lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi. Thì anh em cũng rất là phấn khởi vì cái thành quả xây dựng trong thời gian qua đã được mà các cấp cấp trên, nhưng mà các đợt cấp trên ghi nhận thì đó là cái niềm động viên lớn và chúng tôi sẽ hứa là tiếp tục trong thời gian tới. Khắc ghi lời dạy của Bác, công an Bạc Liêu nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không quản ngại gian khổ, hy sinh, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.